Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục làm đại diện tướng xe fit dành cho đi top. Thì hôm nay mình sẽ làm cái bảng ngọc trang bị phù hiệu và cái bếp phụ trợ dành cho đại diện tướng này nha. Thì về cái bảng ngọc á, thì mình sẽ lên đại diện tướng này á, cái bảng ngọc tối đa cái sát thương là công vật lý và chiến giáp. Tại vì cái đại diện tướng này đánh theo phương hướng là vừa sát thủ vừa đấu sĩ nha. Mình sẽ lên cái ngọc sát thương cao cho đại diện tướng này. Về ngọc đỏ 10 viên, mình sẽ lên là 9 viên công vật lý và chiến giáp. 1 viên là tỷ lệ chí mạng nha. Còn ngọc tím thì mình sẽ lên là 10 viên công vật lý và tốc chạy. Còn ngọc xanh thì mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp là 10 viên. Thì đây là cái bảng ngọc dành cho vị tướng xe fit nha. Về các phù hiệu thì mình sẽ chọn các phù hiệu như sau. Mình chọn cái ma chú nha mọi người. Đây. Chọn ma chú. Cái chỗ này á, mình chọn nhánh phụ đó chính là dư ảnh. Sẽ cộng dòn cái lần lướt. Khi mà cộng dòn đủ 3 lần lướt á, thì cái lần lướt thứ tư đánh sẽ trúng tướng địch, sẽ cộng dòn cái sát thương rất là lớn. Tại vì nó lướt 3 lần để nó tăng được cái sát thương rất là lớn nha. Còn cái chỗ này là cường công, sẽ cộng được công vật lý cho vị tướng này nha. Nhánh phụ dưới đây thì mình chọn cái hồi máu nhanh, cũng như là hồi năng lượng nhanh cho vị tướng này. Bên đây thì mình chọn thợ săn, sẽ cộng dòn được công vật lý cho vị tướng này. Về cái trang bị á, thì nó rất là nhiều cái trang bị. Hiện tại thì có tới 5 cái trang bị nha mọi người. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái vị tướng này nó có 5 trang bị như sau. Cái trang bị đầu tiên khi mà đi đường nha, gặp tem bạn là một đội hình hợp lý, tức là tem bạn là đồng đội giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật. Thì mình sẽ lên như sau. Món đầu tiên là giày kiên cường, món thứ hai là cái thương Longinus, món thứ ba chính là cái khiên thất truyền nha. Món thứ tư là phức hợp kiếm, món thứ năm là cái thánh thuẫn nè. Cuối cùng là giáp hộ mệnh. Cái giáp hộ mệnh luôn phiên thay đổi giữa cái liềm đột mệnh và hai cái lít tinh nọ nha mọi người. Hai cái lít tinh nọ là tức là khi mà tem bạn là sát thương vật lý mạnh cuối game á, thì mình lên hai cái lít tinh nọ, còn không thì mình lên liềm đột mệnh nha. Thì đây là cái trang bị mà khi đi đường gặp tem bạn đồng đều giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật. Còn nếu mà đi đường mà gặp tem bạn có những cái vị tướng mà châu bò quá thì thế cái thương Loginus thành cây kiếm Mugimasa nha. Còn nếu mà gặp tem bạn có những cái vị tướng mà khả năng hồi phục tốt á, thì lên đao chi hồn ở món thứ hai, thế chỗ cây kiếm Mugimasa, vậy là được. Tiếp theo, nếu mà gặp tem bạn có nguồn sát thương vật lý mạnh á, thì chỗ món thứ hai này nè, mình lên cây thương xuyên phá. Cái món thứ ba này mình sẽ lên cháo tròn thay cho cái phức hợp kiếm luôn. Và món thứ tư chính là cái khiên thất triệt, đơn giản vậy thôi. Cuối cùng là cái trang bị khi mà gặp tem bạn có nguồn sát thương phép thuật mạnh á, cực kỳ là mạnh nha. Nếu mà tem bạn 3 pháp sư trở lên thì món thứ ba sẽ lên chuyên choi, món thứ tư sẽ lên giáp ga luôn. Như vậy sẽ kháng được cái nguồn sát thương phép rất là lớn nha. Thì đây là cái phần mình chia sẻ về bản ngọc trang bị phù hiệu dành cho vị tướng xe fit nha. Qua video này thì mọi người có muốn làm gì ngọc hay là trang bị của vị tướng nào thì mọi người cứ comment bên dưới, mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.